Rồi mình bắt đầu học hết cả nhớ. Rồi bữa nào con có bài tự luận đó, mình giải quyết cho xong không? Rồi nó đọc 20 làm 30 dùm cô coi quý này dùm cô đi quý. Ồ, đọc 30 nó không nghe làm sao nào? Cho hai mắt gần từ kiến viết phương trình. Ờ, viết phương trình với anh kia ý mình đặt có vấn đề gì em? C2H2N là cộng 2 Anh Ken nha. ít nữa. Ủa? Anh Anh Ken. Ken là C2H2. Ủa? C2H2N. CN, Ủa? CN. CNH2N. Rồi, tác dụng với dung dịch brom. Brom. Rồi, sản phẩm. Sản phẩm này gì nào? C đơn cộng không, sản phẩm là gì? C N B rồi hai C cộng bờ rơm như thôi không đâu, tỷ lệ một một N của em bạn luôn cái này. Rồi tiếp đầu quý. Rồi xử lý số liệu nè, lấy cho mình cộng khối lượng anh kem với lại cho mình khối lượng của sản phẩm cộng. Rồi sao? chất lượng anh kia Ờ, cho khối lượng anh kem với lại cho khối lượng của sản phẩm cộng. Mình làm gì? như vậy thì mình tính được M của bà rồi. Ờ, mình sẽ tính được khối lượng của bờ rơm bằng cách Lấy khối lượng của lấy khối lượng của sản phẩm thu được từ cho cái anh Ken. đúng rồi bảo toàn khối lượng đó môn mình sẽ bảo toàn khối lượng vô tổng khối lượng chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng sản phẩm thì mình sẽ tìm được khối lượng bờ rơm rồi bao nhiêu quý. Dạ là 9,6. Rồi có khối lượng bờ rơm mình sẽ tìm Số mol của brom. Là 0,06. chia cho 106 nha, không khối không Dạ. sáu rồi cái nữa Suy ra được số mol của anh Ken. mình thấy con bờ rơm qua nè, mình sẽ suy qua anh Ken, nhưng mà anh Ken cũng là 0,06. phải cho lỗ Tính mở lớn của anh Ken. đúng rồi, tính mở lớn của anh Ken thì nó bằng gì nào, lượng Dạ là 42. 42 vậy sao mình biết anh Ken đó là xe máy. M 2N bằng M. Ủa? À, em mà lớn tính theo n bằng bao nhiêu n? Carbon 3 12, carbon 12 hydro là 1. Em mà lớn là nhiêu? và lớn 14. Ờ, 14n bằng 42. N bằng 3. Ờ, n bằng 3 vậy thì trả lời công thức phân tử là C3H6. C3H6. Rồi xong. Rồi sẽ đừng có phân tử gì. Mình đặt công thức tổng quát của anh Ken là CnH2n ha. Mình tìm cái chữ n thì mình sẽ trả lời được công thức phân tử của anh Ken. Bài này có bạn nào đề xuất cách làm khác không? Hay là cũng giống như bạn mà đề xuất cách làm khác không? Lậu có đề xuất cách làm khác không Lậu? À không, để em làm có ăn cắt được không?
Hai Chị Trang là luôn. các bạn đúng không? Phương, sao Phương? Dạ. Phương cũng làm cái này hay là làm cái khác Phương? Alo Phương ơi. Dạ, cô của mình rồi. Cũng như vậy hả? Các bạn nào đề xuất cái làm khác không? Phương có đề xuất cái làm khác không Phương? Phương ơi. Dạ chưa cô. Chưa hả? Cô ơi. Cô nghe. Con có cách làm khác. Ờ, rồi nói đi cô. Dạ là con bảo toàn carbon. Bảo toàn carbon. Để tìm. Dạ để tìm được cái N bằng bao nhiêu. Ừ, bảo toàn carbon thì sao nào? Dạ là số mol của carbon ở trong CnH2n sẽ bằng số mol của carbon trong CnH2nBr2 sẽ bằng 2,52 chia cho 14n bằng 12,12 chia cho 14n cộng 160 giải ra n bằng 3. Ờ đúng rồi, có nghĩa là bạn từ cái khối lượng bạn đưa về mol á, nè mol anken đúng không, nó sẽ là 2,52 chia cho 14n đúng không? Thì bạn đưa về số mol đó đó, bạn đưa về mol của sản phẩm cộng nó là 12,2 chia cho m lớn là 14n cộng 160. Rồi mình nhìn lên phương trình mình thấy là mol của anken, tỷ lệ mol anken với lại mol sản phẩm cộng là 1:1 là bằng nhau. Mình cho hai cái này bằng nhau nè. Mình bấm shift mình giải mình tìm n cũng được nữa ha. Rồi cái hướng cô đang gọi cũng là cái bạn Phương nói đó. Cái này nè. Mình làm cách nào cũng được nha. Nghe thôi. Rồi nha. Rồi hai vậy công thức của mình là C3H6. Rồi bài 11. Rồi làm bài 11 giùm cô với lòng. Dạ con rồi đọc đề nó không nghe làm sao. Khối lượng bình tăng, khối lượng bình tăng là gì em? Khối lượng bình bờ rơn tăng anh can đúng không? Khối lượng bình bờ rơn tăng là khối lượng của thế nào? Anh can cái e thì chắc em. Mình giữ anh can và anh ken qua bình được dung dịch bờ rơn thì cái nào phản ứng? Anh can hay anh ken hay cả hai? Nghĩa là anh can phản ứng còn. Anh can có phản ứng dung dịch bờ rơn hả? À. Rồi. Phản ứng cộng với dung dịch bờ rơn cái nào? Phản ứng cộng dung dịch bờ rơn anh ken. Ừ anh ken. Cho nên khối lượng bình tăng là khối lượng của anken. Ờ của anken. Của anken B. Nó là 4,2 gam nè, chưa? Rồi sao nữa? Nghĩa là tính số mol của cái chất ít đó. Ừ, tính mol của hỗn ít, hỗn hợp ít không? Vậy thì mol của hỗn ít là bao nhiêu? Để em ra là 0,35 mol. 0,35 mol. Rồi. Rồi sao nữa? Khí thoát ra khỏi bình. Khí thoát ra khỏi bình có khối lượng là 32 gram. Thì 32 gram đó là khối lượng của gì? Anh can. Của anh gì? Anh can. Ờ, của anh can vậy là m của anh can a bằng 3,2 gam. Ờ 3,2 gam.
Rồi. Thế thì con hút phân tử của A với B. Rồi làm sao? Đấy, bây giờ tìm khối lượng của chất ít thì tìm khối lượng của ít không? Vậy thì khối lượng của hỗn hợp ít bằng gì nữa? Khối lượng của hàng kia của ăn hai cộng ba cộng với ăn k hai cộng ba với là dạ ga 7,4 dạ rồi rồi mình tìm có lắp đam này cần bò lớn mình tính bò lớn trung bình đúng không? Mình tìm trung bình để mình coi cái là mình có dự đoán được cái ăn ga với ăn kem của mình không. M trung bình của ít là gì nè? Khối lượng chia cho khối lượng trong mol 7,4 chia 0,3 dạ ga là 21,14 21,14 rồi giờ bắt đầu mình mới coi ăn can của mình á, cái giải đồng đẳng của ăn can vậy thì đầu tiên là gì? Anh can đầu tiên, anh can 1C á là gì? CH mấy? CH 4 CH nợ. Rồi anh can kế tiếp 4. Này 1C, kia là 2C. CH mấy? Bật CH 4 luôn. Cái gì H4 luôn anh can hả? Dạ. Anh can C nợ H2 là cộng 2. Ồ 2 nghe. CH mấy? CH6. CH6 rồi còn C3. C3H8. Rồi. Ba chấm ha. Còn anh Ken. Anh Ken đầu tiên là C mấy? C2. C2H. CH4. Rồi, C3. C3. C6. C4. C4. Rồi 3 chấm ha. Như vậy mình đã gọi đặt trung bình rồi. Vậy thì cái ancan và cái angen của mình đó, thì một cái nó phải nhỏ hơn 21,14, một cái lớn hơn, đúng không? Vậy thì nếu như trung bình là 21,14 thì trong các cái chốt mình kể nãy giờ ancan với angen là chỉ có một chốt nó đảm bảo được là m lớn của nó nhỏ hơn 21,14, đó là của anh can nào luôn, thẳng chỉ thẳng luôn là anh can nào luôn, anh can CH4. Anh can CH4 đúng rồi, chỉ có cái CH4 em mà lớn là 16 nè, thì nó sẽ nhỏ hơn được 21,14. Vậy CH6 là nhiêu rồi? 30 đúng không? 12 x 2 24 30. Này 30 là nó vượt 21,14 rồi. Còn cái đây cái ankan đầu tiên là 28, nó cũng lớn hơn cái này rồi. Thành ra với cái m trung bình mình tính được á, vậy thì mình khẳng định rằng chắc chắn ankan A là gì? Là CH4. CH4 đúng rồi đó. Thì đầu tiên mình tìm được ankan rồi đó. Thì mình quay qua mình tìm cái ankan ha. Rồi C2 12 x 2. Tìm cách tìm ankan đúng không? Vậy làm sao tìm ankan? 1,28 Vậy mình đặt ankan công thức là gì nè? 12 x 1. Đặt ankan B công thức là CnH2nD. Rồi n lớn hơn bằng 2. Ở đó, sao nữa? 12n cộng 2n. 12n cộng 2n bằng là 14n, rồi bằng nhiêu? 14n là sẽ bằng anh kèm. Trời ơi, sao? Giờ muốn tìm m lớn đúng không? Muốn tìm m lớn của nó thì phải có gì?
Cái này nhưng mà có mol nhỏ và có mol. Mol. Đúng không? Mol nhỏ là 4,2 này nè. Thì cái tính mol của nó đi thì mình sẽ tìm được mol lớn thôi. Mình sẽ có mol của anh Ken. Mà có mol hỗn hợp rồi. Có khối lượng anh can rồi và biết anh can là CH4 rồi luôn. Rồi vậy làm sao? Đấy. Đấy của hỗn hợp trừ cho anh can. Ờ, vậy thì mình sẽ tính mol của anh can, đúng không? Anh can là CH4 không ạ? Thì mol CH4 nhiêu? À mol CH4. Khối lượng là 3,2, mol bự là 16 đúng không ạ? Nó ra là 0,2. Ờ, 0,2. Vậy thì từ mol hỗn hợp mình sẽ suy được mol của anh can B. Không phải 35 từ không phải nghe. À không phải. Nghe nè. Không phải 15. Ờ không phải 15 thì có mol có khối lượng rồi nè. Tìm M lớn, còn gì M lớn của CnHn. Bấm cái nó ra nhiêu nè, 4,2 chia 0,15. Dạ ra 28 dạ. 28. Thì suy ra 14 N sẽ bằng 28 hả? Dạ, 28. 14 là bằng 2. Là bằng 2. Mình kết luận con hút phân tử của B, anh ken B là dạ, C2H4. Rồi ha. Ồ, con này là mình phải dựa vô em vào trung bình nha. Ở vậy em vào trung bình để mình biện luận, mình sẽ tìm được cái anh can trước rồi mình quên mình tìm cái anh ken. À. Thì được ha. Đó, của sao bạn trong 11 nha. Rồi câu 12. Câu 12 là cô yêu cầu viết phương trình điều chế những cái hợp chất này từ những anh ken thích hợp. Có nghĩa là em chọn cái anh ken cho nó tác dụng với HBr hay brom gì đó cũng biết, miễn sao được cái sản phẩm này ha. Rồi Phương là nhiệm cô điều chế cho cô cái hợp chất đầu tiên đi Phương. Vậy mình cho anh ken gì tác dụng với chất gì nè? Dạ mình sẽ cho anh ken là mình viết theo công thức cấu tạo luôn. Đúng rồi, công thức cấu tạo á. Dạ là CH3. Rồi. CH. Tính cái đơn ạ. Rồi. Dạ. CH. CH. Rồi. Liên kết đôi CH. Ừ. CH3 liên kết đơn. CH3 đúng không? Rồi anh có tác dụng cái gì? Dạ chắc là BR2. Ừ, tác dụng với dung dịch BR đúng không? Rồi thì mình cộng BR vô cái nối đôi này thì nó sẽ ra là gì đồng nào? CH3 CH3BR BR liên kết đơn CH3BR CH3 nha. Gọi tên cái anh kia này cho cô coi. Tên của cái anh ken đó. Dạ là từ từ đánh mặt một ken. Dạ là họ buôn từ từ cô để cô nhớ. Tên mặt chính, này không có nhánh, bỏ qua cái nhánh đi. Ờ, tên mặt chính là chính đấy thôi. Mặt chính 4C, chữ gì nè? Là mặt chính, dạ là mặt chính 4C là bút, rồi tiếp. À, bút. À, 2. 2N, đúng rồi, liên kết đổi cho thứ 2, nên mình đọc bút 2N ha. Rồi tiếp tới câu B. Bạn ơi, bạn Đạt là nhiệm vụ câu B đấy. Bây giờ mình chuyển
chuyển cái hộp chốt đề cho về cái dạng công thức cấu tạo như thế này nè, để mình dễ chọn cái anh Ken ha. Rồi, với công thức ra trước nè. CH3 cô là CH và R không nữa C và R CH3 đúng không? Vậy đúng không? Yeah. Chỉ vậy không? Rồi vậy thì chọn cái anken để có tác dụng với cái gì? Cô là mày đọc cái anken cho cô đi. Cô là CH3 rồi liên kết đôi với C rồi liên kết đơn chứ sao đâu ta? Với C hả? Ừ. Rồi. Rồi. Rồi liên kết đôi với C. Ừ. CH3. Rồi nhớ CH3 nè, đúng không? Rồi liên kết. CH3. Ừ. Rồi cộng với. Cộng với BR. Cộng BR2 đúng không? Thì mình sẽ cộng vô chỗ hai cái nó đôi nè, đúng không? Chỗ CH gắn BR vô, chỗ C gắn BR vô, liên kết bi nó đứt ra. Đúng rồi đó. Vậy đâu gọi tên cho cô cái anh Ken này coi. Đánh mặt cho cô là cái này nó có nhánh rồi nè. Đánh mặt cho cô rồi. Cô là đánh từ trái qua. Từ trái qua. Một, hai, ba, bốn. Mà đâu gọi tên cho cô rồi. Cô là ba. Ba là trí ờ nhỉ. Ba. Ba gì? Ba cái nhánh CH3 đọc là gì? CH4 là gì? CH4 cái anh cao CH4 mà đọc là gì? Metan. Metan. Rồi. Những cái CH3 là cái gốc anh kim thì mình bớt một H đi, vậy thì mình sẽ thay cái phần an bằng phần in. Vậy thì cái gốc CH3 đọc là gì? B gì? Metin. Rồi, cái gốc CH3 đọc là metin. Rồi. Số chỉ bị đi nhánh, tên nhánh, tên mạch chính. Mấy C? Dạ cô là 3, 4 C. Rồi 4 C là chữ gì? 4. 4, rồi. Có gì nữa? An. Số gì an, kèm ra mà an. Số chỉ vị trí đi thôi. Mấy? 3. Ủa, cái đâu mà sao ở xe thứ 3 ta? 2. 2. 4, 2. Rồi cuối cùng là? En đúng không? Ba metin bút hay en, nó là đạt đánh từ bên trái đánh qua phải không? Rồi bạn Hương, bạn Hương nhận xét giùm cô, các bạn đạt đánh mạnh gọi tên gì đúng chưa? Dạ em cũng làm theo bạn. À, em cũng làm như bạn đánh vậy đúng không? Rồi Vy sao Vy? Dạ Vy đánh giống bạn không? Hay giống cháu. Rồi Trường. Dạ em làm hai metin bút hen. Cái này em đánh từ bên nào em đánh qua? Dạ đánh từ bên phải qua. Bạn Trường đánh từ bên phải qua, em đánh từ đây nè. Một nè nha, cô đánh hai nè, ba nè, bốn nè. Thì cái đó nhánh của mình là ở vị trí sân thứ mấy? Dạ thứ hai. Rồi vậy là hai metin. Rồi cũng bút chứ đúng không? Bút mấy em? Dạ bút hai em. Rồi cũng bút hai em. Có nghĩa là đánh trái qua hay đánh phải qua thì liên kết đâu đều ở vị trí C số 2. Như vậy thì mình sẽ tiếp tục ưu tiên nhánh, đúng không? Vậy thì sẽ ưu tiên đánh cho nhánh nhỏ hơn hay nhánh lớn hơn? Thấy chưa? Ừ.
nếu liên kết đâu đã ưu tiên mà nó như nhau rồi, vậy bây giờ tới nhánh, vậy thì ưu tiên nhánh số nhỏ hay nhánh số lớn? Thôi rồi, nó giờ này ưu tiên nhánh số. Nhỏ đúng rồi, mình phải đánh cái của bạn trường á, đánh cái cách màu đen nha. Tức là khi cái liên kết đo của em đánh kiểu gì nó cũng ở vị trí đó rồi, nhỏ nhất rồi, vậy thì em phải ưu tiên tới nhánh, được không? Bạn đánh trái qua nó là 30 tin, đánh phải qua là 20 tin, em phải đánh 20 tin á, em mới đánh sao cho số chuyện vị trí đánh nó nhỏ nhất, nên em phải đánh từ phải đến qua ha. Rồi rồi tiếp nha. Nãy gọi tới gì đạt hết ta? Và Hương liền tiếp câu C đó Hương. Cho cô là CH3, CH liên kết đâu với C. Vẽ cái sản phẩm ra trước đi. CH3 rồi. CH. CH. Bao R rồi. CH. CH3 ở dưới là CH3. Ờ, vậy đúng không? Rồi vậy thì anh Ken của em là gì? CH3 CH liên kết to với C, CH3 CH3 kết đôi với liên kết to C đúng không? Rồi CH3 CH3 để em cộng cái gì nè? Dạ HBR đúng rồi, cái này em phải cộng HBR ha, tại vì nó có một BR rồi cho nên là mình sẽ cộng HBR rồi. Vậy Hương nhìn ha, vậy thì nó đôi này, cái ra này hen sản phẩm chính hơn. Đây là anh Ken không đối xứng, anh Ken bớt đối xứng, vậy thời giàu thì giàu thêm h nó sẽ đi vô đâu? H đi vô h nhiều. Ờ, h nhiều vậy h h nó đi vô đâu? Ủa? Đây nè, c hai phải không? Còn một đứa đi ngược bên đây, vậy là cái mình chỉ là mình viết sản phẩm phụ rồi. Mà nếu mình với phử điều chế thì cái sản phẩm phụ cái lượng nó đâu có nhiều, mình phải làm sao mình chế ra sản phẩm chính á, thì phải sửa cái anh Ken lại đúng không? Đổi sao Hương? Mình mình bóc cái nó đâu đi sao để mình... cho cái này là sản phẩm chính á. Bóc đi đâu, giờ đi đâu? Giờ lên trái. Cái chỗ nào? Thứ nhất. Cái thứ nhất. Giờ qua trái á. Em giờ qua trái á. Dạ. Đây ha. Thì giờ qua đây, chỗ này là nó đôi, đúng không? Còn CH. Dạ. Chỉ là CH2. Ừ, CH2. Này chỉ ở đâu là CH2 rồi nói đôi. Rồi CH rồi nói đơn, vậy đúng không? Thì khi đó cái quy tắc marker như cớ để hình sản phẩm chính là giàu thì giàu thêm, như là h nè đúng không, h này là nó sẽ chạy vô đâu, chạy vô vô ch hai vô ch hai để tạo thành ch ba của em nè, được chưa? Còn bờ rồi thì sẽ đi vô chỗ ít hơn ch bờ rồi đó, cái này nó mới là sản phẩm chính nè, nhá. Hồi nãy mình viết là sản phẩm phụ nha. Ừ, mà điều chế thì mình phải điều chế, mình phải lựa anh Ken thêm ra sản phẩm chính mình mới thu được nhiều rồi ha. Gọi tên anh kia này cho cô cái không? Dạ. Dạ, đánh mạch từ bên trái qua. Ồ, đánh từ trái qua. 1 2 4 4 rồi. Giờ là 30 tin. Put hand. Ờ, 3 put 1 in. 30 tin. Ờ, put 1 in. Put 1 in. Ờ, bây giờ thì mình phải đánh ưu tiên cho nó đôi. Mình phải đánh từ trái qua, thì con nhánh gì kệ nó, phải đánh cho nó đâu, thì nhánh nó cũng có nó phải lớn thôi rồi. Rồi hay gì được cái vụ điều chế ha. Cho nên là mấy bạn nhớ dùm cô là khi mà mình phải điều chế những cái hợp chất mà cộng hắc ý vào anh Ken bất đối xứng thì nhớ lựa cái anh Ken xem cho nó ra sản phẩm chính nha. Rồi, xong bài 12 nha. Rồi, bài 13 là bây giờ người ta kêu mình nè viết công thức cấu tạo gọi tên các anken khi mình tách nước, mình tách nước ancol ha.
Như là giờ cô cho anh coi mình đi tắt nước, rồi mình gọi tên anh Ken, chứ không có tạo được gọi tên. Rồi giờ tắt nước cho cô cái anh con đầu tiên nè, bạn Vi. Dạ. Ờ, mình viết cái anh con ha, anh con đầu tiên nè. C H A C H O H rồi C H B. Ờ, tách nước thì điều kiện là H2O đặt ha, nhiệt độ là 180 độ C. Rồi tách nước thì vậy thì mình sẽ tách cái gì với cái gì nào? Tách OH. Ờ, lấy OH này với gì nữa? OH này với gì nữa đi được nước? Nước con hút là gì? H2O. Ừ, mình lấy OH thì mình còn cái gì nữa để mình được nước. Và một hydro nữa. Ờ, một nguyên tử hydro nữa thì mình sẽ lấy nguyên tử hydro kế cạnh, đúng không? Thì em lấy bên đây nè, chỗ photo này bên đây nè. Hoặc bên đây, đúng không? Thì em lấy bên trái, em lấy bên phải. Để bên trái. Ừ, vậy đọc sản phẩm cho cô rồi. Là CH2. Ở CH2, rồi. Là CH2. Tám thì lên là nó đôi nha, đi cách đôi rồi. C C H C H ba. Ờ, C H ba rồi cộng H hai O nè anh Ken nè. À, còn nếu như mà lấy H bên phải thì sao Vy, có ra sản phẩm mới không hay là như cái này? Vậy đây em lấy bên phải coi, lấy bên phải thì nó làm sao? CH đây là CH3. Ừ. Đây là CH rồi. Thì liên kết đôi. Ờ, CH2. Thì cái cô mới viết. Ờ, cái cô mới viết cái trên đây là một cái hay là hai cái? Tức là nó là một chốt hay là nó hai chốt? Nói đi. Dạ hai. Hai chốt. Ờ. Bây giờ một chứ. Cái ở dưới là mình quay cái thứ dưới 180 độ đó chứ gì phải không? Nè. Yeah. Ừ, thành ra nó có một cách hả? Tách nào cũng vậy á. Nên là ra được một cái anh kem. Ở đâu gọi tên anh kem này cho cô coi. Mà không có 1. Đánh dấu 3. Rồi. Tên là chính ba C chữ gì? Roben. À, Roben đúng rồi. Roben đúng không? 3C. Mà 2C với 3C thì mình không cần chỉ cái vị trí liên kết đôi. Nên là mình đọc Roben luôn. Roben là tên thay thế. Còn tên thông thường của nó là gì ha? Biết tên thông thường không Vy? Biết không Vy? Rồ tam. Rồ ba là anh canh. Bỏ cái phần anh thay bằng cái đuôi gì? Thay bằng đuôi. Y len. Ờ, y len đúng rồi. Rồ bi len các bạn. Ha, này tên thay thế. Tên thường. Rồi, được rồi đó Vy. Rồi, tắt tiếp cho anh coi cái tiếp cho cô coi. Rồi. Giờ rồi, CH3. CH2 CH2 nhánh là OH. Ờ, rồi tách nước nha. Tách nước tạo anh kem thì điều kiện là axit 24 đậm đặc 180 độ. Rồi tách đi trừ. Sản phẩm là gì trừ? Vậy thì mình sẽ lấy OH này đúng không? Với H nào nào? Giờ là lấy OH với cái H trong xếp hai bên phải. Cái bên nào? Có hai cái hai là lấy ở đây hay lấy bên đây? Lấy ở bên phải. Lấy hả? Ở bên đây. Dạ cái trước rồi. Trước, ừ cái này nè. Thôi tại vì em đã lấy OH, OH của cái xe này rồi thì em mới lấy H của cái xe liền kề nó để mà liên kết đôi ở đây nè. Chứ mình lấy nữa là sơn thành liên kết đôi, đúng không? Và đọc sản phẩm cho cô đi trường. Dạ. Đây là CH3. Ờ, CH3.
liên kết đơn với CH. Rồi liên kết đơn với CH rồi. Liên kết đôi CH2. Ừ. Cộng H2. Ô, nào. Rồi gọi tên anh cái này cho cô rồi. Dạ là rồ ben. Ờ, rồ ben, rồ bi len, tức là giống ở đây nè. Thế là mình vẫn thấy hai cái anh con nó khác nhau. Hai con là khác nhau nha. Ở đây là OH đang ở C thứ 2, tức là anh con cũng là 3C, nhưng cái vị trí của nhóm chức khác nhau. Đây OH đang ở C thứ 2, đây OH đang ở C thứ nhất. Ờ, nhưng mà khi tách nước thì nó ra có một cái anh ken nha, là rồ ben đó. Rồi tiếp. Anh con thì mình cũng được học nữa, nhưng mà sau khi mình học hết phần hydrocarbon á, tới hydrocarbon thơm mình mới qua tới anh con. Tách nước dùng cô cái câu C coi bạn Quý. Dạ. CH3, CH2, 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 OH. Chủ C không? Có 4 C phải không? Dạ. Rồi H2 muốn đạt nhiệt độ 180. Rồi em thẳng đi nha Quý. Dạ. CH3 liên kết CH2, CH2 rồi liên kết đôi CH2 OH. Là lấy OH này với cái H bên đây, đúng không? Dạ, lấy CH2 từ bên phải qua. Dạ, CH3 CH2 nối đường, không? Oh. Rồi cái này lấy H thì là còn CH, rồi cái lấy OH thì còn CH2. Rồi đâu gọi tên cái anh kia đó cho cô ơi. Bu. Đánh mặt đi, đánh mặt gọi tên thay thế đúng rồi, đánh từ. Đánh từ phải. Đánh từ phải quên. Rồi gì có tên thay thế đấy kêu quên. Đọc từ cái nào trước con? Đọc tên mạch chứ chứ. Mạch mấy C? Mạch 4 C. Buten, buten. Bút, từ từ nào, bút. Bắt đầu từ 4 C là mình phải chỉ cái số chỉ vị trí đi cách đâu rồi, đúng không? Thì cái đầu của mình ở C thứ mấy? C thứ nhất. Thứ nhất, vậy là bút mấy em? Bút 1 em. Bút 1 em, đúng không? Khi mình di chuyển liên kết đôi vô đây nè, mình thành bút 2 em rồi. Thành ra là cách đầu từ bút C là mình chỉ cái liên kết đôi nào ở đâu nha. Bút 1 em. Rồi, câu cuối cùng. Bạn Lọc. Câu cuối nha Lọc. Dễ sao lộn? À có câu câu cuối C. C không có dấu gạch ngang gì. Thì xung quanh nó phải có bốn đó chứ, đúng không? Dạ. Rồi điền cho cô đi. CH ba ba o. Con H về đây đúng không? Dạ, ba thằng kia là CH3. Ba kia là CH3, đúng rồi, cái gì sao nữa. Rồi để em tách nước coi. Ăn hai muốn đặt nhiệt độ. Rồi vậy lấy OH với lấy H nào nào. Lấy OH này đúng không? Rồi vậy thì lấy H. Lấy H tìm. Lấy hát của em, em có 3 chỗ nè, 3 chỗ có hát gì lấy chỗ nào? Em sẽ lấy của thằng O hát. Thì lấy dấu O hát rồi, rồi phải lấy thiên nguyên tử hát mới thành nước được, giờ lấy hát ở đâu? Dạ, thằng hát 3 ở trên. Bên này, không? Cô lấy ngang qua được không? Dạ, cũng được. Cô lấy xuống được không? Dạ, được luôn. Nghĩa là ba chỗ này là như nhau, lấy một chỗ ha. Vậy lấy trên như em nói đi, rồi. Với sản phẩm chưa rồi?
Đọc. À, RCH lên kìa, dục là xét 2 chứ, xét 2 xét 2, rồi à, hai gặp diện tích đôi, không hai gặp diện tích đôi à, nếu dục qua thì hàng trên nó còn CH CH, vậy rồi gặp không có đây CH, rồi gặp, rồi tới CH3 CH3 gặp lại được dạ. À, còn thiếu một cái CH3 nữa. Ừ. À, em gặp chung là được không cô? Dạ sao? Không? Em à, cứ gặp thêm một cái CH3 nữa rồi mình cộng cộng nước. Gặp thêm tiếp thì sẽ quay gì nữa hả? Nói yêu tiếp CH3 vậy hả? Em chỉ... Thì cái này đâu đúng quá trời. Không. Nè, em cứ làm cái màu vàng của mình lấy đi, tự nhiên đổi đổi nó chi vậy? Có nghĩa là cứ lấy cái chỗ cái màu vàng đi. Em hồi nãy lấy ngang qua dễ nhìn hơn, ôm lấy trên đó cái liên cái đôi nằm trên á. Nhưng mà cũng có sao đâu, thì nó cũng vậy thôi. Giờ cái CH3 đầu tiên em có làm cũng vậy gì đó không? Không. Đúng không? Cái này nè. Thôi em viết lại đi. Nào. Viết lại nha. Rồi, cái chỗ này liên kết đơn luôn, vì đâu có lấy H gì đâu mà liên kết đôi. Rồi, tới cái C này nè. Cái C này là em lấy OH, đúng không? Lấy OH là lấy còn có C à? Đúng không? Yeah. Trên đây em lấy một H đi, vậy thì chỗ nó còn CH mấy? CH2. Ừ, CH2, rồi ở giữa đó thành liên kết gì? À, giữa thành liên kết đôi. Đúng rồi, liên kết đôi. Liên kết đôi. C đây nè, đó, vậy này liên thành liên kết đôi đây nè. Còn cái nhánh CH3 này thì sao? Giữ nguyên thế nào? Giữ nguyên nó. Đó. Gọi nó ra anh Ken rồi. Còn em thấy anh Ken nhìn hơi khó chịu chút thì em đem cái liên kết đôi em đem xuống, em ngang qua. Được không? Yeah. Rồi em đem nó nhìn ngang qua nó dễ nhìn. Cái gì đâu, cũng vậy thôi. Cái khó nhìn quá thì mình đem cái liên cái CH3 này đem xuống, nhánh CH3 qua ngược lên. Thành ra hồi nãy chỗ này em lấy cái hình cái ngang á, nó sẽ dễ hình dung hơn. Nghĩa là cái đầu mình lấy CH2 này, CH2 nè. Còn liên kết đôi đó, cái C, cái này là cái nhánh đó. Đó, để đâu gọi tên anh kia này cho cô ơi. Mạch là mạch 4C nên bút 9 mấy C. À, chính. Đánh từ 1, đâu? 2, 3, 4, đánh từ trái sang 1 nè. Rồi 2 3 là đi đâu đi lên hay đi ngang? À, chắc đi ngang con. Đi lên được không? Được lên. Đi vòng một lên được không? Dạ. Dạ được. Được, cũng vậy hả? Rồi gọi tên đi. Mạch 9, 3C, 3C là chỉ là nhánh trước nè, có cái nhánh không lo đọc nhánh mà đọc cái mặt chính vậy. Đó. Ở số 2. 2, rồi. Nữa. Tên nhánh CH3 là nhánh gì? Mình quên tên đây. À, Metin. Rồi, mặt chính mấy xơi? Dạ, mặt chính 1, 2, 3, 4 xe. Đâu ra số 4 ta? Cô đánh có 1, 2, 3, đâu ra số 4? 1, 2, có 3 xe. Nhưng mà 3 xe là chữ gì? Tên là chữ gì? Bờ rợ O, B. Trời ơi, đâu là chữ rớt. Trời ơi, cô rạc rớt luôn, sợ cô biết viết hay gì á. Thời ghét bằng gì vô? À, chữ... Y là N, Y là N. Đang gọi tên thay thế. Còn gì? Nãy giờ bạn gọi tên thay thế, bạn ghép còn gì vô dạ? E. Ờ, vần E, hai mê tin rồi ben.
nha. Thay thế thì thay thế, thông thường là thông thường nha, không có lấy ghép luôn nha. Đánh mặt là gọi tên thay thế, là cái đuôi phải là bằng em. Còn cái tên thông thường là cái đuôi Elan là cái chuyện khác nữa. Vì gọi tên mà gọi tên thay thế, không có gọi tên thay thế, dễ. Rồi, vậy được nha. Nhớ là mình lấy OH, không, lấy giống OH với lại cái H của cái C liền kề, liền kề với nó. Đúng. Xong nha. Rồi, cô xong bài tập tự luận nha. Giờ mình qua mình làm trắc nghiệm với bạn, làm vài câu trắc nghiệm. Trắc nghiệm thì cô cho làm cả hai luôn, tức là vừa cái vụ đồng phân mà vừa cái vụ tích chất hóa học luôn ha. Rồi, rồi đưa về cái mặt, vẽ lại cái mặt, đánh mặt gọi tên. Bạn Phương. Dạ. Mặt chứ, vẽ lại ha, CH3. CH3, CH2, C, vẽ nhánh CH2HN, EC, CH2, CH3. Rồi, liên kết. Đòi CH, CH3. Rồi. Dạ, đánh mặt. Đánh từ. Từ phải qua. Ừ, đánh từ phải qua. Cái này là 1 hả? 1. Dạ. 2. 3. Rồi xuống hay ngang qua? Dạ, xuống hay ngang qua cũng vậy đúng không? Ừ, vậy đánh ngang ha. Rồi, nhưng mà chính vậy thì cái này nó quay được là cái nhánh nè, đúng không? Thì gọi cho dạ. Dạ là 3 A T. Ba A T rồi. Là pen. Ừ. À. Hai. In. Bên hai em đáp án là câu. Câu B. Câu C. Câu C ha. Ba A T. Bên hai em. Em sẽ đánh mặt từ phải đến qua, đúng không? Không đánh từ trái qua được, đánh từ trái qua là liên kết đôi nó tới C thứ tư. Ủa xin lỗi, thứ ba chứ, thứ ba, 1, 2, 3. Còn đánh phải qua thì thứ hai. Mình bắt buộc phải đánh từ phải đánh qua để cho cái số chỉ vị trí liên kết đôi là nhỏ nhất. Rồi, 1, C. Chính viên nhất nha. Câu 2. Rồi, làm câu 2 dùm cô ơi, đã. Đồng phân cấu tạo mặt hở của C5H10. Vậy là giải cái gì? Cô là giải mặt 5C. Ờ, giải mặt 5C. Một cái liên kết đôi. Một liên kết đôi ở đâu em? Ở đầu đó, tiên đây. Rồi, một con thước. Rồi, sao nữa? Rồi C ha. Ừ, tự điện H ha, thì dùng nhé mặt thôi. Rồi tiếp. Rồi C. Là bốn C. Bốn C, rồi. Rồi nhánh ngay cái đầu tiên, ngay cái thứ hai đi. Vậy, rồi. Liên kết đôi. Ở đâu? Ở cái đầu tiên. Rồi, hai công thức. Rồi mặt 4C. Mặt 4C liên kết đầu ở đầu tiên. Ở đầu tiên, rồi. Rồi nhánh ở cái thứ 3. Ừ, khác đúng không? Rồi, 3 con. Liên kết. Liên mặt trước, nói chung cái mặt trước, mặt mấy C trước. Dạ mặt 4C. Mặt 94C, rồi. Liên kết đôi ở chính giữa. Liên kết đôi chính. Một. Dạ đúng rồi. Đôi chính giữa, rồi. Rồi nhắn ở cái bà. Dạ, ở đây. Ở bên đây, bên nào? Bên ta cái thứ hai chứ. Dạ,
Rồi, bốn phương thức. Có biết rồi. Bên này chỉ được bốn phương thức. Bạn Hương bổ sung đi, bạn Hương có bổ sung không? Hương ơi. Dạ không. Ủa, hình như còn một không? Còn cái nào đó Hương? Dạ, từ từ để em nhìn đi. Là mặt ba có không được không được từ từ mặt 5C mặt chính 5C liên kết đôi ở C2 liên kết ở C thứ 2 5 cái rồi còn nữa không Hương? Dạ hình như là hết rồi cô. Như là hết rồi. Mình vẽ, người ta nói là đồng phân cấu tạo mạch hở, nó có chữ mạch hở nè. Công thức phân tử là CnH2n, đây là sẽ là đồng phân anken đó. Đồng phân cấu tạo của anken nha, thì nó có chữ mạch hở. Khi mà nó là số đồng phân cấu tạo của C5H10 á thì nhớ giùm cô vẽ giùm cô cái vòng xích lô anken ha. Nó có chữ mạch hở rồi nè. Nên là bỏ cái trường hợp vòng ra, như vậy anken thôi, ý đồng phân anken đó. Mà có chữ cấu tạo vô nữa, nghĩa là mình không cần xét đồng phân hình học, bỏ qua đồng phân hình học luôn, mình vẽ không có cấu tạo thôi. Bao nhiêu thì đếm bao nhiêu. Nha. Nguyên tắc vẽ đồng phân đó là em cứ vẽ mạch, như người ta cho năm cho mạch bao nhiêu C mình vẽ phương C trước. Ôm vẽ mạch 5C. Đi cái đôi ở C đầu tiên cái. Đạt chú ý cách vẽ là đạt em di chuyển liên kết đôi. Em từ từ hai em vẽ mạch, em phải di chuyển liên kết đôi tới khi em di chuyển không được nữa. Em không bẻ mặt khi đến hợp thiếu gì bị thiếu trường hợp là Hương bổ sung nè. Mình di chuyển đi cái đôi vô đây là được cái band 2N nè. Mình di chuyển tiếp nữa thì nó bị rồn, cho nên là hết di chuyển được nữa thì bắt đầu mới bẻ mới ngắt bớt C làm nhánh. Còn ngắt bớt 1 C vậy mà chính còn 4 C. 4 C liên kết đôi ở C đầu tiên. Nhánh ở C thứ hai. Rồi, liên kết đôi cũng ở C đầu tiên nhưng mà nhánh di chuyển qua C thứ ba. Cái hết di chuyển được nhánh rồi. Em bắt đầu mới di chuyển liên kết đôi vô C thứ hai thì nhánh em để ở đây hoặc bên đây đều như nhau, cho nên chỗ này là liên kết đôi C thứ hai là chỉ có một cái nhánh có hút thôi. Rồi hết vẽ nhánh, hết di chuyển được nhánh được gì, nếu mà làm thì bẻ mạch đúng không, nó là ngắt bớt C, mà ngắt bớt C thì không được thì mạch 5C mà em ngắt bớt C mạch chính không được, tức là mạch chính 3C vẽ không được. Thành ra là mình sẽ có 5 công thức. Em cứ vẽ theo cái nguyên tắc đó thì người ta cho 6 C 7 C em vẽ nó không có bị sót nha. Ví dụ khi mình nghĩ ra mình vẽ tới đó cũng được đi, nhưng mà nó dễ bị sót lại lúc em kiểm tra lại cái đủ chưa, em thấy đường nó cũng lần được nha. Nên này là 5 công thức câu D. Rồi không xét đồng phân hình học nha. Còn khi nào nó hỏi số đồng phân á thì mình sẽ xét thêm đồng phân hình học nếu có. Rồi tiếp câu số 3, hỏi áp dụng quy tắc mắc cớp như cớp vào trường hợp nào, đọc qua 4 đáp án thì chọn giùm cô nè. Vi chọn cô Vi. Mình sẽ áp dụng quy tắc mắc cớp như cớp, tức là xác định sản phẩm chính phẩm phụ á, phẩm cộng á khi nào. Để em coi. Chưa học bài hả? Bữa em nghỉ mà. Bữa Vi nghỉ hả? Vi có coi cái video bữa đó của cô chưa? Được chưa? Chưa luôn. Rồi được rồi Vi, coi mấy bạn nhắc tiếng thiết nè Vi. Đâu của Nam Vi đâu có học đâu. Trường, nói cái trường. Câu nào trường? Dạ. Như là câu C. Câu C hả? Cái gì bắn trùng hợp nữa? Ủa, trùng hợp áp dụng quy tắc mắc cớp như cớp được ta?
Thôi nè. Cái vụ mà giàu thì giàu thêm á, H đi vô chỗ nhiều H hơn, ít đi vô chỗ ít, ở chỗ ít H hơn á. Nào. Dạ câu câu giờ. Giờ cộng H ít vào anh Ken bất đối xứng. Phải ứng cộng H ít. Mới có vụ chính phủ chứ cộng bờ rơm cho thì làm gì có chính phủ đúng không? H ít. Ủa cô? Ừ? Câu 4 không cô? Câu 3. Ờ con được câu 4. Ôi làm câu 3 mà. Ý đồ vậy thì tự nhiên làm gì kỳ. Câu 3. Cộng H ý vào anh Ken bất đối xứng. Còn H anh Ken đối xứng, đã là anh Ken đối xứng thì em cộng kiểu gì nó cũng như nhau. H ý vào anh Ken bất đối xứng. Rồi áp dụng cái đó làm câu 4 nè. Rồi đâu làm câu 4 cho cô coi bạn. Vi làm cho Vi. Câu 4 cô Vi. Vậy giải bút một em cho cô nào. Nghĩa sao? Mà chính lấy rồi. 4C. Vậy mà chính 4C ra. Rồi một em vậy là lý cách đó thế thứ mấy? Một em đi lý cách đó thế thứ mấy? Thứ thứ nhất. Thứ thứ nhất là quánh lý cách đây thứ thứ nhất nào. Để cho cô rồi. CH3. Hai chứ. CH2. Rồi đây. Yes, CH2. Hả? Ba liên kết rồi. Rồi CH. Rồi tiếp. CH2. Rồi. CH3. Rồi. Cộng H. Bờ R. Rồi. Như quy quy tắc mắc cớp như cớp. Là ông mắc cớp như cớp. Ông nói là thì hiệu phẩm cộng H ý vào anh Ken bớt đối xứng. Thì H. Mình nói H đi ha. H sẽ đi vô cái chỗ mà vô cái C mà có nhiều H hơn á. Tức là chỗ nào có nhiều H rồi thì H sẽ đi vô chỗ đó đó. Còn ít thì đi vô chỗ còn lại thì sẽ là cái sản phẩm chính. Vậy bây giờ H này đi vô đâu? H này đi vô chỗ CH2 hay là chỗ CH? CH2. CH2 đúng rồi. Vậy thì đọc sản phẩm cho cô rồi. CH2 đó làm gì? Dạ CH2B rồi. H đi vô đâu? H đi vô nhiều H hơn. Vậy là H này sẽ đi vô đâu? Đi vô CH2 nè, được chưa? Mà H đi vô CH2 rồi thì BR tới đi vô chỗ này, được không? Vậy thì CH2 mà thêm H thì nó thành CH3 đấy. Rồi CH3. CH3. Rồi ứng cộng thì lý cái lý tức ra thì chỉ còn lý tức đơn, đúng không? Ở chỗ CH thì cộng cái gì vô? Thì cộng thêm BR. Cộng BR vô. Rồi. Còn mấy cái chỗ kia không có cộng gì hết thì ghi lại thôi. Đó. Vậy thì học cùng cô cái quy tắc là H đi vô C nhiều H hơn, ít đi vô cái còn lại. Rồi xong. Rồi vậy thì từ cái này nè, ta chọn đáp án cái nào đúng? ABCD. Câu nào? Câu nào ơi? Câu C. Câu C. Câu C là nó lọc cái của mình lại trong toán. Đi ghi lại là CH3, CH2, CH3, rồi CH3 này. Này cái này là một nè. Rồi, đó là áp dụng quy tắc Markov vô cái phản ứng cụ thể để mình xác định sản phẩm chính đó. Đúng không Vy? Được không? Dạ được. H, nhớ là H đi vô chỗ mà có nhiều H hơn á. Bây giờ thì giờ thêm á. Còn ít thì vô cái còn lại là 4C. Câu 5, trùng hợp eten. Quý. Dạ. Trùng hợp eten thu được công thức cái sản phẩm có công thức là gì? Eten, eten công thức là gì? Thu được CH2, CH2. ABCD. B.
Câu B. Đây tên là ethylene đó, đây tên là tên tên thay thế. Cái này cách đo nó sẽ bẻ hai bên. Đây là cái bi nó đứt ra ha, nó hình thành một cái polymer. Rồi câu số 6. Đọc lại câu 6 dùng cây lọ. Dạ có cô. Đọc lại là hydro carbon ý. Cộng. Cộng hợp. HCl. Một một. Thì ít là gì? Ít thuộc loại hydro carbon nào mà cộng HCl là một một? Mới học có hai cái hả? Phải không? Mới học có hai cái hydro carbon là gì kể con nha. Carbon no. Hydro carbon no. No là gì luôn? Cụ thể luôn. Học gì anh? Anh can nha. Anh can, còn không đâu, mới học anh ken à. Thì cái nào cộng hợp HCl tỷ lệ 1:1? Ê, cái nào đây? Không anh can thì anh ken, đúng không? Mà không anh ken thì anh can không. Thì cái nào? Cái nào cộng? Cái nào có hướng cộng? Nghe bài mới học, bài hydro carbon anh ken. Ừ, anh ken. Thì anh ken công thức chung là gì? CnH hay là cộng gì có cộng hai nữa anh ken à, nhầm với anh ken không ở mới học có hai cái hả, tôi muốn học tới anh ken ha, anh ken ha. Rồi bên dưới đồng đẳng nữa là mặt sức mà lộn ngang cộng HCl là gì đây? Tỷ lệ 1:1. Thì nó chỉ có một, nó đo thì phải 1:1 rồi, ít là nó cho 1:1 để em nó em khẳng định cái ít là anh ken đó. Thì sản phẩm là gì? C vậy. C N rồi. Gì H. C N H thì là H nhiêu H nào, bao nhiêu nguyên tử H nào? Hai N C là. Rồi cái H này đi đâu? H này có cộng vô không? Hay H này đi chơi rồi? Cộng vô. Cộng vô luôn. Ờ, vậy thì cộng mấy? Hay là cộng mấy? Hai là cộng 1. Ồ, rồi. CN. Ờ, cái sản phẩm mình nó có dạng gì nè. Thì người ta mới cho phần trăm cờ lo, phần trăm khối lượng của cờ lo trong cái sản phẩm này nè. Là 45,223, vậy em chuyển sang vô đó rồi lọc. Vậy thì phần trăm cờ lo trong cái sản phẩm đó rất là gì? Có lượng nhân đó chuyện gì đó gì 35,5 35,5 nhân trăm chia cho 45,223. Cái này là cái số để cho, còn cái mẫu của em là em mà lớn của cái chất này nè, nó bấm về nó nhiều gơ mày gọn cho cô coi. Mẫu là em mà lớn của cái gì vậy? 12N. Ừ. Cộng cho là 14N cộng 1 luôn. Ừ. Cộng 35,5. Còn cộng 35,5 để nó đi con cộng không? Hay quá. Nó gom N xong cái cộng 1 cộng 35,5 để nó con gom tiếp không? 35,5. Bằng. Rồi. 45,23. Tiếp con. Ra 2,99999 đúng rồi, làm tròn lên 3 đúng rồi, mình làm tròn lên 3 vậy là công thức là C3 2 với 3 là sao, có 17 C3 7 C là. Trời ơi, người ta hỏi cái ít, người ta không có hỏi dạ. Cái dạng sản phẩm tìm ra được N bằng 3 có đáp án có C3 à, đúng không, có cái C3 thì cộng C3. Còn ví dụ như mà 2-3 đáp án mà có C3 thì mình nhìn tới cái H. Anh Ken là CnH hay N đến H có là H6. Nhiều người ta cho C3H6, C3H8, C3H4 gì đó. Thì mình chọn C3H6. Rồi vậy được nha. Cái dạng mà phản ứng cộng của anh Ken với HCl, HBr nói chung là HI tới HH với lại halogen á. Thì người ta cho phần trăm khối lượng thì em triển khai phần trăm khối lượng của nguyên tố để em tìm giá trị N ha. Tôi hay cho phần trăm clo nè, phần trăm khối lượng hydro, phần
cho phần trăm khối lượng carbon và triển khai được ha. Rồi 6A. Câu 7. Cô làm câu 7 giùm cô nha Phương. Dạ. Khối lượng ethylene thu được. Dạ, đầu tiên mình sẽ tìm được cái số mol rượu. Rượu sẽ bằng mol rượu công thức là gì nè? Rượu ethylic biết không phải không? C2H5OH. Ờ. Rồi như mol đổi cùng cô. Dạ là 230 trừ cho 46 chia cho 46 dạ bằng 5. Ờ, 5 mol. Rồi. Dạ là gì hiệu hiệu suất phản ứng là 40% nên N ethylene sẽ bằng 5 nhân cho 40 chia 100. Với cho cô phương trình phản ứng tách nước luôn ấy. Có nghĩa là mình có rượu ethylic là sang ô bài như mấy bạn nè, CH3CH2OH đúng không? Tách nước, tách nước tạo anke 2 4 đạt 108. Rồi tách nước thì mình lấy gì hả Phương? Dạ tách nước là lấy OH. Ủa sao tự nhiên môi lên mà nó chạy dưới đây ta? Rồi với lại cái H ở trên đây đúng không? Dạ. Rồi vậy nó ra gì? Dạ ra là CH2 liên liên kết đôi với CH2 với nước. Đây là ethylene của mình nè, đúng không? Rồi. Đó, phương trình tách nước. Rồi vậy thì mol, mol của rượu là nhiêu? Dạ mol của rượu là 5. Ờ, 5 mol. Vậy thì theo phương trình đó, vậy thì mol của ethylene nó phải là 5 mol. Ờ, là 5 mol. Nhưng vì hiệu suất phản ứng của mình nó có 40% à. Nghĩa là mình hình dung là ethylene mình thu được thực tế nó có 40% của cái lượng của phương trình à. Thành ra là khối lượng của ethylene thực tế mình thu được đó là nó bằng gì nè? Dạ sẽ bằng là 5 nhân cho 10 nhân 26 28 chứ ta? 28. Ờ. 28 nhân cho 40 chia 100. Ờ. Dạ bằng 56. Ừ, đây cái này là cái dạng mình tính toán bình thường thôi, chỉ có vấn đề là thêm hiệu suất thôi ha. Ví dụ như đề hỏng nói gì tới hiệu suất thì ví dụ em có 5 mol rồi thì ethylene cũng được 5 mol đúng không? Em lấy 5 em nhân 28 là ra kết quả. Và nhưng mà khi thực hiện phản ứng thì mình biết là phản ứng nhiều khi nó có thể nó thất phát trong quá trình mình thu được sản phẩm á. Thành ra là cái hiệu suất mình nếu cho hiệu suất mình sẽ ghép hiệu suất vô để mình tính lại thôi nha. Phản ứng tách nước nha. Rồi. Câu 8. Đây câu 8 giùm cô nha Đạt. Dạ cô. Ừ, đọc đề phân tích nè. Hỗn hợp khí. Ờ, hỗn hợp khí y gồm etan, propan, propylene qua dung dịch brom dương khối lượng bình tăng rồi đốt cháy khí còn lại thu được nước. Hỏi số mol propan. Ờ, em xử lý mol trước giùm cô ơi. Cái nào đưa gì mol được đưa gì mol cái. Cô là hỗn hợp. Ừ, mol của nguyên cái hỗn hợp y. Nhiều. Ờ là 0.1. Ừ, rồi một cái. Khối lượng bình tăng là khối lượng của gì nè? Ờ. Khối lượng của nước. Gì tự nhiên khối lượng của nước? Ờ. Em dẫn ba cái khí này qua bình dung dịch brom, cái nào phản ứng nó cô nghe đi, cái nào nó phản ứng được thì cái đó nó làm cho cái bình nó tăng lên đó. Vậy thì cái nào phản ứng? Ờ
rồi 3 này. Phân loại cho cô ba cái khí đó coi. Etan là thuộc là gì, mới học có hai loại thôi, ancan và anken. Etan là anh gì? Ancan. Ừ, cái phần anh đó. Không thể cái đuôi phần anh thì nó là anken. Phải không? Etan là ancan, rồi ba. Sao? Roban, cái phần an là anh gì? Anh can. Và Robilen là anh gì? Cái đuôi len. Cô là. Dạ, anh can. Vậy thì tác dụng với dung dịch bờ rơm của nhé là dung dịch bờ rơm thì anh gì nó phải hướng anh can hay anh can? Anh can. Ừ, vậy thì khối lượng bình tăng là khối lượng của gì? Của anh Ken. Ừ, của anh Ken là của Robilen luôn đó. Có một cái anh Ken à, đúng không? Robilen có mức là gì? Xem mấy hát máy. M của Robilen của C3H6. Ồ, C3H6 đúng rồi. Vậy là C3H6 là 2.1 gram. Đốt cháy cái khí còn lại, thu được nước. Vậy mô nước bao nhiêu? Cô là hai phút không phút 18 không phút 18 chính xác nha, chia cho 18 đó nha. Rồi vậy cô hỏi đốt cái khí còn lại là khí gì vậy, đem cái gì đi đốt? Cô là hai cái khí kia. Ừ, hai cái khí mà không có bị hấp thụ bởi dung dịch brom á, nó thoát ra đó mà mới đốt nó. Thì etan không có phân tử là gì nè? Có là C nghe sao? Ủa gì cô nghe ngáp hả? Dạ. Dạ. Ồ cô dạy dùng ngủ thiệt luôn hả? Đâu có tài học chiều luôn không? Ờ. Rồi đốt cháy là cho tác dụng với oxy, sản phẩm là CO2 với H2O. Ờ, tôi mang giùm cô luôn rồi. Mấy CO2? CO2 là 4. Là cứ bằng 2 lên đó hả? Dạ. Vậy 2 vô đây à? Dạ 2. 4. Rồi mấy nước? Nước 6. Ừ. Rồi mấy oxy? Oxy là 7. Ờ, 7. Rồi còn oxy, rồi 3 là C3H mấy? Rồi là 3 nè. Rồi 3 ha. 8. Hai, rồi hai gì nữa? CO2 với nước. Con mày nhìn cô rồi mấy CO2? 3 CO2. Rồi mấy nước? 4 nước. Rồi mấy oxy? 5 oxy. 5 oxy. Rồi đúng rồi. Rồi á, vậy là cái lượng nước không phải 18 là lượng nước của phương trình nào? Này nước em thu được là nước của phương trình ở trên hay là phương trình ở dưới hay là cả hai phương trình? Đặt ẩn, rồi đặt ít y là gì nè, hai ẩn đúng không? Ít là mol của gì? Ít là mol của nước ở trên. Thôi đừng đặt nước, hay gì đặt nước ở trên mà đặt cho chất nào? Đặt ngay cái gì? Gì mình đặt nước của phương trình trên và nước phương trình dưới của em đặt cho cái chất trái á, cho các em muốn chất ít đây nè, đi đi nè. Thì nước này là bao nhiêu? 3. 3 y. Không, ở dưới. 4 y. 4 y, vậy là mình lập được một phương trình. Phương trình thứ nhất là gì? Mol. Tổng mol nước. 3 y cộng 4 y bằng 0.18.
tìm thêm phương trình nữa mình mới giải hệ được. Vậy phương trình đó là phương trình gì? Mình coi dữ kiện á, cái chỗ gì nè, cái chỗ hỗn hợp khí, chỗ bình tăng ấy mình chưa có xài nè, phải không? Vậy khí mình nó gồm ba khí đúng không? Titan, Ro3 và Ro Vinen. Vậy thì nếu tổng số mol của hai cái này nó sẽ bằng gì em? Không phải. À, chỉ có nghĩa là mình lấy mol etan là y không, mình cộng cho mol roban là y, vậy mình phải cộng cho mol của robilen nữa mới ra được 0.1 đúng không? Dạ. Chị mol robilen tính được không? Dạ được. Được, ừ, mình có khối lượng rồi, thì chỉ mình đưa mol rồi đưa mol thì mình mol robilen là bao nhiêu? Không hết, không năm. Không phải không năm. Rồi chỗ này, mol etan cộng mol rô ban cộng mol của rô bi len, nó sẽ bằng 0.5. Rồi không hết một. Rồi vậy hả? Hay chuyển cái này qua bên đây. Rồi bấm máy vậy hãy tìm x y giùm cô. Cô là x bằng 0.02, y bằng 0.03. Các bạn bấm máy kiểm tra kết quả với cô nha. Rồi, người ta hỏi là hỏi mol của chất nào? Của C2H6. Roban. C3H6. C3H mấy? C3H8. Ừ, nếu nó nói mình đặt là chữ gì, mol là chữ gì? Là sao đâu? Cô hỏi mon rồ ban á, vậy lúc vừa mình trả lời là chữ X hay chữ Y? Dạ chữ Y. Chữ Y, vậy cho đáp án là câu gì? Không, dạ câu C. Câu C, nha. Làm tới đây rồi thì chọn cho đúng nha. Để hỏi etan á, etan thì nhìn lên etan mình đặt là chữ Y thì mình trả lời cho nó đúng ha. Cái này còn sai là ổn lắm á. Rồi, bài này thì mình làm vậy thôi. Có nghĩa là mình nhận định như này cho đúng dùng cô là tác dụng với dung dịch bờ rơm thì chỉ có anh ken thôi nha. Anh ca điện dẫn nước bờ rơm này nó không có hấp thụ được, nó sẽ thoát ra, đúng không? Chỉ có anh ken nó bị hấp thụ thôi, nó phản ứng được á. Rồi ha, còn phản ứng trái thì mình biết rồi, phản ứng trái thì hydro carbon nằm phản trái mà CO2 với nước thôi. Rồi cái hệ đúng không? Hương hệ đúng không? Hương cái hệ bạn giải ra giống em không? Thì giống giống hen. Rồi ok, 5C. Câu 9. Cô làm câu 9 giùm cô hay không? Giờ cô là viết viết phương trình. Phương trình, rồi anh em là CnHn cộng HBr. Rồi. Ra CnH2n cộng 1 cộng Br cộng 1 Br. CnH2n cộng 1 Br tương tự như HCl vậy thôi nha. Dạ đúng rồi. Rồi phần trăm Br. 60. Br nhiêu? Dạ. 80. Ở dưới là 14 m. 14 n cộng 1 cộng cho 60 là cộng 61. Nè, 80. Cứ quên mà hả? Em lộn. Lộn 160 nữa hả? Đúng. Ví dụ lộn 160. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ, x bằng 3,005. Vậy là 3 đó. X bằng 3. C. Để chọn nha. Câu em. Tại vì do cái phần trăm của cái nguyên tố trong cái hợp chất đó mấy bạn, nó không thể nào mà nó ra được cái con số tròn trịa xinh đẹp hết. Nên nó bình thường mình sẽ làm tròn đó. Tại vì cái này làm tròn nhiều quá nè, làm tròn một chữ, làm tròn không chữ số là luôn, làm tròn số quy luôn. Ví dụ như làm tròn mà càng nhiều chữ số á thì cái giá trị n của em hồi nó càng càng sẽ dễ làm tròn hơn.
không thể nào nó ra được đúng bằng 3 bằng 2 đâu, nó sẽ là cái kiểu như là 3,000 hoặc là 2,999 gì đó. Thì cái đó mình làm tròn được, làm tròn trong sự cho phép được thì cứ làm tròn ha. Còn mình bấm một hồi mình bấm mà ra cái kiểu như tức là một anh game nha, mà ví dụ như 3,25 mấy hoặc là 3,6 mấy đó, là phải coi lại là mình đã sai cái chỗ nào rồi đó. Chứ ví dụ như bấm ra là phải ra cái kiểu như bạn bấm 13,000 hoặc là 2,99 của nó ha. Rồi đáp án là câu E. Câu 10. Quy làm câu 10 dùng câu ca vi. Dạ cô. Ừ. Giờ đốt đúng không? Đốt C2H6 và C3H6 thì cái nào trái? Ở dưới phẩu cho cô ơi. Chắc nào trái. C2H6 trái không? Trái. Thì hydro các con là nó trái hết á. Cái gì nè? C2H6O. Hydro các con. C có nguyên tố C. Dạ, CO2. CO2. Cộng. Thì cộng cho H2O. Ừ, rồi, cân bằng. Dạ, 2CO2. Rồi. Là 3H2O. Ừ, H2O. Nó phải bao nhiêu đúng không? 2 x 2 là 4, không phải là 7 đúng không? 7 vậy nếu qua điện chi 2 thì ghi 7 phần 2 ghi 3 rưỡi. Rồi tiếp C3H6 cũng tương tự, cũng trái. Rồi, cũng tạo thành CO2. Người công cho H2O. H2O. Mấy CO2. Nhập 3 CO2. Rồi mấy nước. Nhập 3 nước. Rồi oxy. 5 oxy. Đấy sao ra 5 oxy vậy cô Tương? 3 x 2 là 6. 9 phần 2 thì 9 phần 2. Trời ơi. Rồi. Xử lý số liệu mol CO2 nhiêu? Dạ, số mol của CO2 là 0,4. Rồi, còn mol nước. Vậy là 0,5. 0,5. Rồi. Làm sao để mình tính khối lượng của C2H6 trong hỗn hợp đầu? Cái khối lượng mình phải có gì? Số mol. Có số mol. Vậy là mình có mol của C2H6. Đem số mol của CO2 H2O lên. À, đem lên đi làm sao nè. Thế vô sao? Cho CO2 là 0,4 mol. CO2 này là CO2 của phương trình nào? CO2 0,4 này nè. Là của phương trình trên, của phương trình dưới hay là của tổng hai phương trình? Của tổng hai phương trình. Đúng rồi, của tổng cả hai sao mình điền vô được, mình đâu biết khoảng cách gì đâu mình điền. Đúng không? Ờ, phải chia, ví dụ như có một phương trình có CO2 thì toàn bộ lượng CO2 đó là mình tính được đó. Mà dễ dàng vô là tổng hai cái nó được 0,4 là mình không có điền lên được. Và nước cũng vậy đó. Thì làm sao? Mẹ lên sao ơi.
đó Vy. Vy không có họ rồi lắm Vy. Rồi được rồi Vy, giờ mình tiếp làm tiếp bạn Vy nè. Đâu trường đó coi trường. Trường ơi. Không trường nào ta? Dạ dạ. Ờ, mấy cô nghe ơi, làm sao nữa? Vậy tính môn cho 2 tháng 6 rồi. Đặt ít y. Ờ, đặt ít y, vâng, đặt ít là môn của C2 tháng 6, đúng không? Đặt y là môn của C2 tháng 6. Vậy C2 là như nào? Đó là 2x. Đây là ở dưới là bay. Ở dưới là bay. Ờ, còn bên đây là x như là bay. Y rồi, như thế đúng không? Bạn đọc cái hệ giúp tôi. Dạ là 2x cộng bay bằng 0x3. Ờ. Dạ là 3x cộng 3 y bằng 0.5. Tìm đây. Dạ x là 0.1. À, còn y. Y bằng 0. Gần bằng 0.7. Có lẽ hả em? Dạ. Ừ, để phân số cho cô. Đi để phân số được không? Em để phân số được không? Dạ được, là 1/15. Ờ, để 1/15 đi em. Rồi. Người ta hỏi có lượng C2H6 thì mol C2H6 là nhiều. Dạ mol C2H6 là 0. 0.1. Mol. Nhưng mà lớn hơn. 0.1 chia 2. Ủa có chia 2 nữa hả? Hay biết dạ. Dạ, vậy 0.1 luôn. Rồi nhưng mà lớn hơn. Lớn của C2H6. Dạ là 30. Ừ, 30, vậy là 3. Là 3 gram. Ừ, rồi. Đỡ vô, đúng không? Tại vì dạng tổn nên mình không có thế làm được, nó cũng phải đặt ổn vô. Rồi, có bạn nào không đặt ổn mà làm được không? Đặt ổn đúng rồi đó, nhưng mà là cái bài này nè, mình không đặt ổn mà làm được không? Nào, không ai đề xuất gì không? Quý không quý? Vậy như con này mình không đặt ổn giới hệ rồi mình làm được không? Có cách khác không? Dạ em làm theo giống bạn vừa. Ờ vậy thôi cũng là ổn vô. Lậu, sao lậu? Dạ em đặt ẩn đi đi. Cũng vậy luôn Phương. Dạ cũng vậy hả? Phương, sao Phương? Em cũng giống bạn. Ờ vậy hả? Ở ngoài này là số cách làm khác. Ở bạn nhìn nha. Với lại bạn nhìn cái hệ của bạn trường hen. Bây giờ bạn lấy phương trình dưới, bạn trường phương trình trên này, được này phương trình 1 ha. Này phương trình 2 nha. Rồi em lấy phương trình 2 em được phương trình 1. Em thấy có phải là 3y với 3y nó đơn giản không? Cái vế trừ vế á. Vậy thì nếu lấy 2 trừ 1 thì nó sẽ là 3y trừ 2y là còn y. Đúng không? 0.5 trừ 0.4 là 0.1. Như là y mà là 0.1. Nhìn này em đặt ý là môn của gì? Của C2H6 là của ancan, đúng không? C2H6 là ancan. Nãy quên cho Vy nhận định ngay từ đầu cái dạng ancan. Cái này là anken. Em đốt cháy ancan thì nước lớn hơn CO2. Còn em đốt cháy anken là nước nó bằng CO2. Là ancan nào cũng vậy hay anken nào cũng vậy thôi. Miễn là ancan là nước sẽ lớn hơn CO2 và anken là nước bằng CO2. Thành ra khi em đốt cái hỗn hợp vừa ancan vừa anken mà mol nước mà nó lớn hơn CO2 thì em lấy nước em trừ CO2 là nó ra cái ancan đó. Ha. Cho nên là ngay từ cái chỗ mà nước lớn hơn CO2 à. Em lấy nước em trừ CO2 là lấy 0.5 trừ 0.4 là nó ra 0.1, cái đấy chỉ ít. Ý chính là cái ancan đó. Ừ, thành ra ngay từ đây này, em lấy nước em trừ CO2. Ừ, nó sẽ ra mol ancan luôn là 0.1 bằng lu mol của C2H6. Để em tính được khối lượng luôn á ha. Mà mình không phải đặt ẩn vô thì thật ra ví dụ như thế, như bạn chưa nhìn liền được thì bạn đặt ẩn vô là cái giải pháp an toàn, thì đặt ẩn vô chắc chắn sẽ dễ được. Hay để chỉ cho mấy bạn có gặp cái dạng tương tự vậy đó,
tức là cái hỗn hợp vừa ăn can mới học ăn can với ăn kem nè, không vừa ăn can vừa ăn kem em thấy nước có lớn CO2 thì em trừ đó là nó sẽ là ăn can đó. Không? Còn ví dụ như nó hỏi ăn kem á thì em phải tìm ăn can xong rồi em tìm lại ăn kem, là em giải hệ em tìm ăn kem. Rồi được câu 10 nha. 10B. Rồi. 11. Rồi làm câu 11 dùm coi. Để thấy ai à ta? Quý làm đi Quý. Dạ. Để dùm câu 11 ơi. Cho hỗn hợp 5 cái anh kem đi qua bình đựng nước brom, thấy là mức mặn vừa đủ 100ml dung dịch brom 1m. Hỏi tổng số mol của 5 anh kem làm sao hả Quý? Câu chạy em khác rồi. Bạn gì hả? Dạ, máy tính sinh ra đang có một chuyện. Rồi vậy ra em đi em. Em gắt thì em ra đi. Yeah. Cô bấm sổ tới câu 12 của cho mấy bạn nghỉ. Lọc làm bạn đi Lọc. Lọc không ngon. Cô đâu có đi rồi. Cô này dùm cô cái phương. Dạ. Rồi vậy thì mình đặt 5 cái anh kem đó là gì luôn? C. Dạ CN. Rồi 5 anh kem luôn. Rồi tác dụng với brom. Dạ CNH lộn CN trung bình HN trung bình BR2. Ừ. Thì mình thấy khi mà anh kem mà tác dụng với brom có tỷ lệ mol là bao nhiêu? Dạ 1:1. Dạ. Một. Rồi đổi môn brom được bao nhiêu nè? Dạ là 0.1. Vậy thì môn của hỗn hợp anken nó là bao nhiêu? Dạ cũng 0.1. Vậy đáp án của mình là? Dạ 0.1. Thành ra đừng có thấy đâu anken mà giật mình, nó có gì đâu. Tại vì anken tác dụng với brom tỷ lệ môn là luôn là 1:1. Thì bây giờ hỗn hợp nó có 10 cái anken đi chăng nữa, thì nếu môn brom là bao nhiêu đó thì môn tổng số mol của các anh kem cũng sẽ là bao nhiêu đó, ha, tỷ lệ 1:1. 11A ha. Rồi 12. Rồi làm câu 12 dùng con coi đã. Cô cho thể tích của nguyên cái hỗn hợp, đúng không, hỗn hợp gần anh kem hai anh kem em đổi môn hỗn hợp đi, đúng không, môn hỗn hợp đổi được nè. Cô là không phút năm. Rồi. Rồi dẫn qua bình đựng nước brom, thấy là mức mà vừa đủ 200ml brom 1m thì đổi được mol brom đây nè. Không có này. Mà mình biết là brom tác dụng với anh kem tỷ lệ là bao nhiêu? Hả? 1:1. Thật ra nếu mình có brom là 0.2 thì mỗi anh kem là bao nhiêu? Không phải. Cô hỏi lại con hỏi gì? Anken tác dụng với brom tỷ lệ mol là 1:1, thì nếu như cô có mol brom là 0.2 thì mol anken là bao nhiêu? Dạ không có là 0.2, em tính được
được mol tổng mol của hai cái ankan không? Dạ được. Bằng cách nào? Cô là mình mình sao? Trời ơi, hỗn hợp là 0,5. Cái hỗn hợp đó gồm một anken và hai ankan. Em biết mỗi anken là 0,2 rồi. Trừ. Ờ. Nhiều. 0,3. 3 nha, cô D. Trời ơi, tổng mol hai ankan mà. Không thì mình cứ lấy hỗn hợp mình trừ cho anken, nó lòi ra hai cái ankan. Người ta đâu có hỏi mỗi cái ankan đâu, người ta hỏi tổng mà. Em cứ lấy hỗn hợp trừ cho anken cho nó ankan thôi. Ha, 0,3. Yeah. Được không? Chưa được, chưa được. Không phải 3 đúng không? Dạ. Rồi. Bạn làm trước cô mấy câu còn lại nha. Làm trước dùm cô đi, rồi cái bữa sau vô cô.